Đây là lần đầu tiên mà Trao đi tới những cái bản làng của người đồng bào dân tộc vùng cao ở Tùa Chùa, Điện Biên. Anh cũng là người dạo mà. Anh là người dạo mà. Ôi, đóng cửa cài then luôn rồi này. Anh có lên nhà đâu mà cài then chắc thế. Vừa yêu nhau vừa chăn trâu á. Ôi, thích nhỉ. Là đang đi tìm hiểu nhau đấy à. Ôi, mấy đứa này nghịch ghê mọi người ạ. Cái cây nó có phải thấp đâu, cao cái này cơ mà. Mà hai đứa con gái nha, rất là nghịch luôn, trèo tít lên ngọn cây. Nhưng mà 13 tuổi có đèo được người đằng sau không đây? Được chứ, cháu từ lúc 10 tuổi đèo mẹ cháu rồi. Anh 10 tuổi đã đèo được mẹ rồi á? Ok. Ui. Học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt á? Vâng. Lý do gì lại được cá biệt? Này bây giờ nhá, chú cho kẹo xong rồi bảo mấy chị kia đừng có chạy trốn chú nữa nhá. À, muốn lấy chồng rồi đúng không? Dạ không. Thế à? Thế chỉ có là muốn lấy chồng thì mới bỏ học thôi chứ. Không biết. Không biết. Thế cháu ngoài câu không biết ra cháu còn biết nói câu gì nữa không? Hả? Hả? Không biết à? Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại huyện Tùa Chùa của tỉnh Điện Biên. Đây là một cái huyện mà có hơn khoảng 70% là người đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trải dài trên một cái vùng đất rất là bao la rộng lớn. Và ngay phía bên kia thôi là dòng sông Đà, một cái dòng sông huyền thoại mà có lẽ là tất cả chúng ta đã từng biết trong những cái tác phẩm văn học rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi sẽ không đi tới những bản làng của người đồng bào dân tộc Mông nữa, mà sẽ đi tới bản làng của những người đồng bào dân tộc Dạ. Theo như thông tin tôi tìm hiểu ban đầu thì người Dạ cũng là một nhánh của người Dao thôi, và họ sống phân bố tập trung chủ yếu ở Điện Biên và Lai Châu. Và cái tên người Dạo cũng là một cái tên mà họ đọc lái từ Dao thành Dạo thôi, thì họ vẫn nằm trong cái hệ nhóm dân tộc Dao thì phải. Người Dạo thì có lẽ là sẽ xa lạ hơn một chút. Ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định tìm hiểu xem người Dạo là người như thế nào, và họ có những cái nét gì tương đồng với những người đồng bào dân tộc khác không, hay là đó chỉ là một cái tên gọi thôi. Này, cô ơi, chú hỏi tí, cháu là người gì? Người Dạo. Người Dạo đấy hả? Ờ, áo đẹp thế. Chân cháu bị làm sao kìa? Chân què. Què như nào? Hả? Bị từ nhỏ á? Thế cháu cầm tiền đi đâu đây? Đi chợ á? Đi mua kẹo á? Mua ở đâu cho chú đi với? Ờ, ok, chú đi cùng với nhá. Ủa, đừng có chạy. À, đây là một ngôi làng cũng khá là nhỏ, và đường để đi vào đây thì hầu như hoàn toàn là đường đất thôi, không có một chút bê tông nào cả. Này đi mua kẹo đi. Đây này, những thanh niên cũng đang chơi game này. Đi mua kẹo với chú không? Đi. Chào chị nhá. Chị đâu về đấy? Đi chăn dê mà. Ôi, cái áo của chị lạ ấy nhở. Em chưa thấy bao giờ ấy. Đây là áo của người Dạo đúng không? Vâng. Người Dạo thì có liên quan gì đến người Dao hay là người gì không? Cũng gọi là Dao mà. Cũng là Dao á? Vâng. Thế sao lại gọi là Dạo nhỉ? Cũng họ thì tùy theo thằng nào gọi tên. Tùy theo thôi á? Vâng. Nhưng mà trang phục thì lại hơi bị khác biệt đấy nhỉ? Cái sợi này là có ý nghĩa gì không? Cái ở cổ này. Không có gì đâu. Không có gì đâu à? Ừ. Có lẽ tôi sẽ phải tìm hiểu thêm về cái ấy ở cổ này, thấy cũng khá là lạ. Một đi cái nhá. Yếm kiểu gì đó. Đi nhá, cháu đi nhá. Thế chị mua được cái gì đấy? Nước. À, nước thôi à? Cho con dê uống. À, nước cho con dê uống à? Nào đi. Đi mua kẹo không? Ừ. Không đi à? Hello, hai bạn đâu về đấy? Dạ, bọn em đi chăn trâu ạ. À, đi chăn trâu à? Chăn trâu mà giống như kiểu đang yêu nhau cũng nhỉ? Phải không? Bọn em phải người Dạo không? Có. Thế à? Ôi, thanh niên ở trên này rất là đẹp trai xinh gái này. Thế về chăn trâu ở đâu? Đem chăn trâu bên kia. Vừa yêu nhau vừa chăn trâu á? Vâng. Ôi, thích nhỉ? Là đang đi tìm hiểu nhau đấy à? Hay là lấy nhau rồi? Lấy nhau chưa? Chưa. Chưa à? Chúc hai bạn trẻ hạnh phúc nhá. À, vẫn đang đi học à? À, mà đã được yêu nhau rồi à? Chúc hai bạn trẻ vui vẻ nhá. Thế thằng này không đi cùng chú à? Không đi à? Dỗi rồi đấy.
Ở đây thì tôi còn thấy những cái nhà nhỏ nhỏ này khá là lạ. Chú ơi chú, cái nhà này là để đựng cái gì đấy ạ? À? Cái nhà này là để đựng cái gì? Kho lúa mà. À, kho lúa à? À, hóa ra là những kho lúa. Thì dọc đường mình thấy rất nhiều những cái kho như vậy. Hình như là mọi người sẽ không để lúa trong nhà mà sẽ làm những cái nhà nhỏ ra ngoài để làm kho lúa. Sao mình không đựng lúa ở trong nhà mà mình lại đựng ở kho ở ngoài đường thế hả chú? À, để trong nhà nó bẩn hơn á. Ồ, oh, phải làm kho ra ngoài cho nó sạch à? Cháu đi tìm hiểu về người dạo ạ. Chú phải người dạo không? Đúng rồi. Chú đang bị hỏng cái đường ống nước này. Có mấy làng người dạo à chú ở đây ấy? Có 50 mấy hộ đấy. 50 mấy hộ cơ ạ? À, thế chú sửa ống nước nhá. Vâng. À, dạ vâng ạ. Một ngôi làng nhỏ nhỏ và mọi người cũng làm nhà ở gần mặt đường. Rất nhiều những bạn nhỏ này. Phong cách nhà thì tôi cũng chưa biết nhận định như nào cả. Cũng một chút gì đấy giống người Thái này. Chào hai con nhá. Ôi ôi nghịch đất à. Tất cả mọi người đều làm nhà ra sát mặt đường luôn. Đây này, mọi người sẽ làm những cái nhà kho ra như này. Đấy, lại hai cái nhà kho nữa. Tất cả để đựng thóc. Kỳ lạ thật, nhà to không đựng lại đựng để ra ngoài đường như này. Và trước khi đi vào đây thì tôi cũng may mắn mua được một chiếc nón rất là đặc trưng của người đồng bào dân tộc trên này. Hình như là cũng là nón của người Dạo thì phải. Cái anh mà bán cho tôi thì mình lại không có hỏi. Đó, đội vào thì ấy, khá là giống người Trung Quốc ấy. Và cái nón này thì nó cũng vừa khít cái đầu và cái vành nó rộng, che được rất là nhiều nắng. Hình như là cứ một nhà thì sẽ có hai cái kho thì phải. Rất là khác lạ so với những cái vùng đất khác. Toàn những cái kho thóc, kho lúa thôi. Và nhà cửa trong này tôi thấy họ làm cũng khá là to đẹp. Có thể là do cái địa hình đây nó không quá khó khăn, nó không quá là cao ấy, nên là mọi người làm được những ngôi nhà vô cùng đẹp luôn. Rất là to đây này, những ngôi nhà sàn này này. Cái mái ngói cũng là một cái phong cách khá là lạ. Không phải ngói âm dương, ngói kiểu gì đấy. Vẩy cá, giống như cái vẩy cá vậy. Mình vừa phát hiện ra một cái chức năng vô cùng hay của cái nón này nữa, chính là quạt. Bởi vì cái thân của nó rất là cứng, là chúng ta có thể tận dụng nó làm thành một cái quạt được. Và gió cũng rất là mát luôn. Đấy. Trời nắng quá. Ngôi làng khá là vắng mọi người ạ. Gặp rất ít người luôn. Có thể là vẫn đang trong cái lúc mà mọi người đang đi lao động chăng. Ủy ban nhân dân xã Hủy Xó, thôn văn hóa Tù Cha. À, đây là một thôn. Tên của nó là thôn Tù Cha. Nào, bây giờ thử làm quen một cô gái người Dạo xem nhé. Xem có gì đặc biệt không nhé. Chào em nhá. Em tên là gì? Em tên Sầu. Sầu à? Dạ vâng, Lý Thị Sầu. Sầu bao nhiêu tuổi rồi? 14 ạ. 14 tuổi à? Vâng. Thế Sầu còn được đi học không? Dạ, mới bỏ. Mới bỏ á? Dạ vâng. Sao lại bỏ? Kiểu không biết nói. Không biết nói á? Không biết nói tiếng Kinh hay là không biết lý do gì, không biết nói lý do bỏ. À, muốn lấy chồng rồi đúng không? Dạ không. Thế à? Thế chỉ có là muốn lấy chồng thì mới bỏ học thôi chứ. Không. Không phải à? À, thế là đi học xa quá. Không phải à? Dưới xã thôi. Dưới xã thôi à? Thế mà lý do gì lại bỏ học được vậy? À, nghi ám là muốn lấy chồng rồi đúng không? Không. Không phải à? Thế em nghỉ học xem em sẽ làm gì? Em cùng mẹ đi cuốc nương, trông cháu cho chị dâu đi làm. Cùng mẹ đi cuốc nương hoặc trông cháu cho chị dâu đi làm. Thế thôi. Dạ. Không thấy tìm thấy niềm vui trong chuyện học hành à? Hay là bị điểm kém nhiều nên chán bỏ? Thế á? Điểm kém nhiều quá nên chán bỏ à? Học nên... Tóm lại là không muốn học thôi đúng không? Ừ.
Một cô bé cũng rất là xinh xắn nhưng mà lại không muốn đi theo con đường học hành nữa mà ở nhà bán xi măng cho bố mẹ đúng không? Ồ, chào người đẹp nhá. Chào chị nhá. Chị đang làm gì đấy? Đang thiêu. Thiêu cái gì đấy ạ? Để làm quần áo. Quần áo đấy ạ? À? À, cái bộ chị đang mặc này đúng không? Vâng. Một bộ quần áo này thì chị thiêu mất bao lâu thời gian ạ? Nếu mà có thời gian làm thì cũng nhanh thôi. Nhanh ạ? Là mấy tháng? Không, không đến tháng. Không đến một tháng à? À, những cái vải này thì là mình mua hay là mình tự dệt? Không, mình tự dệt. Tự dệt à? Này mình tự dệt rồi. Cái trang phục này cũng khá là đơn giản thôi nhỉ? Chỉ có cái điểm nhấn là cái yếm ở cổ này này. Cái yếm này thì nó có ý nghĩa gì không? Thế này á? Ừ. Không á? Nó chỉ cho đẹp thôi à? Vâng, nhưng mà theo phong tục vẫn cho như thế. Phong tục là nó bắt buộc phải có cái yếm như vậy. À. Vẫn phải lấy bạc đi đánh. À, thế là cái này là bằng bạc à? Vâng. À. Đấy, một bộ trang phục khá là đơn giản thôi, không có nhiều cái nét hoa văn lắm. À, chỉ có cái tay áo có một chút cái họa tiết thôi nhỉ? Đó, và một cái họa tiết khá là đẹp ở cổ. Thế là ví dụ những người trẻ thì sẽ đeo màu này, còn những người già thì đeo một màu khác à? Vâng. Người già thì sẽ đeo màu gì? Quần áo á? Ừ. Vẫn như thế mà. Cái yếm ở cổ này. Vẫn như thế mà. Thế à? Nó cũng không phải cái mà để cho mọi người biết là có chồng hay chưa có chồng à? Không. Thế à? Ví dụ giống như người Thái thì tằng cầu thì đã biết có chồng đúng không? Vâng. Thế người dạo lại không làm nào để phân biệt được là một người có chồng hay chưa? Không. Chưa. Tức là phân biệt một người có chồng hay chưa có chồng ấy, làm cách nào để phân biệt? À, cũng không phân biệt đâu mà. À, trang phục nó không phân biệt được đúng không? Chỉ là bảo có hay không thôi đúng không? À, thế chị có chồng chưa? Chị có rồi, chị có hai đứa. Hai đứa con rồi à? À. Con cả học lớp 10. À, con cả học lớp 10 rồi á? Thế sao những cô gái đây thì con lấy chồng sớm không? Không, trước thì có nhưng mà bây giờ họ không cho lấy. À. Họ không cho thảo hôn. Vâng, thế độ tuổi trung bình là khoảng bao nhiêu? 20 à? À, thế thì tốt quá nhỉ. Như cái cô 14 tuổi này là không phải là nghỉ học vì muốn lấy chồng đâu đúng không? Vâng. À. Không phải vì muốn lấy chồng đâu, vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu bỏ học. À, rồi. Vì mình vẫn đang khá là nghi ngờ cô bé muốn nghỉ học lấy chồng. Chạy tót vào nhà rồi. Thế em cảm ơn chị nhá. Vâng, em mẹ tiếp tục đi vào trong. Đi vào trung tâm ở trong còn xa không? Không, cách đây 3 cây. 3 cây đấy à? Dạ vâng ạ. À, này, đi chăn trâu à? Vâng. Cái đàn trâu kia phải của cháu không? Trâu bên này là của cháu. À, thế à? Nhiều trâu không nhà ấy? Có một con. Có một con đấy á? À? Vâng. Ôi dồi, thế mà cũng phải cắt cử một người đi chăn nhỉ? Đấy, bọn trâu nó vừa tắm xong đúng không? Vâng, vừa mới tắm bùn bên kia. Vừa tắm bùn xong đúng không? Vâng. Thế cháu có tắm bùn không? Cháu đi chơi bùn. À, đi chơi bùn thôi à? Vâng. Nhưng mà tóc này đi chăn trâu là bị cháy hay là như nào? Lúc Tết cháu nhuộm. Nhuộm để đẹp trai đấy à? Đúng không? Thế cháu tên là gì nè? Nhợi. Nhợi à? Vâng. Nhợi cũng là người dạo à? Vâng. À, Nhợi đang đi chăn trâu. Nhợi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 13 tuổi. 13 tuổi, còn đi học không? Có. Có à? Nhưng mà chú thấy 13 tuổi mà đây là xe máy của Nhợi đúng không? Thế à? Ui, xe biển số đâu rồi? Không, để ở nhà. À, rơi biển số rồi à? Ừ, đây không phải xe máy của cháu đâu, nhưng mà anh trai của cháu. À, xe của anh trai à? Này, bây giờ chú muốn đi sâu vào trong một tí ấy, thì trâu nó vẫn ăn ở đây, nó có đi đâu đâu, thì chở chú đi một đoạn được không? Vâng, được. Thật được nhá. Vâng. Xe còn xăng không? Còn ít. Ôi dồi ôi, tôi còn không thấy cái kim xăng ấy, công tơ mét của nó đâu ấy. Vẫn đi được cái gì? Vâng. Chắc chắn không? Chắc chắn. Thế chở chú đi nhá. Vâng. Nhưng mà 13 tuổi có đèo được người đằng sau không đây? Được chứ, cháu tôi lúc 10 tuổi đèo mẹ cháu rồi. À, 10 tuổi đã đèo được mẹ rồi á? Vâng. Ok, hồi nhân duyên vậy, thử ngồi xe của một cậu bé 13 tuổi xem như nào. Ấy, chân đã chạm đất chưa? Rồi. Rồi à, ok, đợi chú một tí nhá. Có chắc là đi được không? Để chú còn lên. Được. À. Đi nhá. Vâng, vâng. Rồi, bây giờ là cái giây phút trải nghiệm cảm giác cực mạnh luôn đấy mọi người. Ồ, 10 tuổi biết lái xe máy rồi à? Vâng. Thế là tự tập lái hay là ai dạy? Tự tập. Thế à? Tập ở nhà. Tự tập ở nhà? Vâng. Đã bị ngã bao giờ chưa? Rồi. Gãy mấy cái răng rồi?
chưa gãy. Chưa gãy cái nào ạ? Không, không đau, trong không đau, người không bị thương. À, chưa bị gãy cái răng nào à? Vâng. Ôi đi từ từ, chú tụt hết rồi. Một cậu bé 13 tuổi. 13 là học lớp 7 à? Vâng. Đấy. Ui. Rất máu luôn. Thế 13 tuổi có người yêu chưa đấy? Chưa. Chưa à? Vâng. Ờ. Phải 18 mới có người yêu đấy nhá. Vâng. Đừng yêu sớm nhá. Vâng. Ờ. Vâng thì thôi nhờ, không biết có làm được không. Tay lái rất là chắc luôn. Những đứa trẻ vùng cao thì cái sức khỏe của chúng nó luôn luôn là một lợi thế. Nó rắn giỏi, cứng cáp, khỏe mạnh. Cháu có hay xuống sông Đà bắt cá không? Có. Thế à? Nhưng mà đi thì không mang xe đâu. À đi thì đi bộ đấy à? Vâng. Có nhiều cá to không? Câu cũng được, cá nhỏ nhỏ. Thế à? Ở đây thì ngoài chăn trâu ra thì làm những công việc gì nữa? Đi nương, đi học. Đi nương rồi đi học. Vâng. Đi nương là trồng cái gì nữa? Đi nương trồng sắn thì. Trồng sắn à? Vâng. Chủ yếu là trồng sắn à? Vâng. Ừ. Sắn với ngô đúng không? Cháu thì chưa đi trồng ngô đâu. À. Trồng ngô bên dưới ruộng kia ấy thì bố mẹ bảo là đi học đi, không cần đi trồng đâu. À bố mẹ bắt đi học à? Vâng. Tuyệt vời quá. Bố mẹ cho đi học là mừng rồi nha. Lúc nào à, bố mẹ đi nương không có ai chăn trâu thì cũng phải bỏ học đi chăn trâu ấy. À, cũng phải bỏ học đi chăn trâu. Vẫn phải phụ giúp bố mẹ thôi nhỉ? Vâng. Không làm thì không có cái gì mà ăn. Ừ, không làm thì không có ăn đúng không? Vâng. Thế cháu đi học được học sinh gì? Học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt á? Vâng. Lý do gì lại được cá biệt? Cháu hay nghỉ học đi làm nương, kiểu cháu không học nhiều ấy. À, hay nghỉ học đi làm nương nên là được học sinh cá biệt. Chứ không một phải là nghịch ngợm ở trên lớp đâu đúng không? Vâng, một tuần chỉ học vài ngày thôi. Một tuần chỉ học vài ngày thôi à? Vâng. Chứ không phải là do cái tóc này nên là bị cá biệt đâu đúng không? Vâng. À. Trường người ta nhuộm nhiều mà. À, trường người ta nhuộm nhiều á? Vâng. Ồ, ăn chơi nhở? Vâng. Sành điệu đấy chứ đúng không? Phong trào à? Thế các bạn gái có nhuộm như này không? Không. Thế à, chỉ có những bạn trai thôi đúng không? Vâng. Nhuộm này thì các bạn gái có thích mình hơn không? Không biết. Không biết à? Chỉ có mấy bạn lớp, mấy bạn nữ lớp 9 mới nhuộm. À. Vài người nhuộm ít. Mấy chị lớp 9 thì nhuộm à? Vâng. Còn mình là nhuộm cho vui thôi đúng không? Vâng. Thấy mấy anh em nhuộm thì mình cũng nhuộm thôi đúng không? Đây không phải cháu mua đâu mà nhuộm của người ta. À rồi. Mua xăng đây này. À mua xăng đây luôn à? Vâng. Cũng đến trung tâm xã rồi đúng không? Vâng. Ok, thế nào đi vào đây để mua xăng nhá. Chúng tôi đã tới một cái cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, cũng đã đến trung tâm của xã Hủy Có đúng không? Hủy Xó. Hủy Xó đúng không? Ừ, à. Mình cứ bị nhầm đấy. Trung tâm của xã Hủy Xó. Chào chị nhá. Vâng. Mình không đi dép này. Không đi dép à? Không đi dép có sao đâu. Cho em nhiều nhiều xăng vào nhá. À, một cái bình này là 1 lít không? Một cái một ca lít. Này. Một ca này là 1 lít đấy à? Vâng. Ui, chị rót từ một cái bình nước này ra. Mình cứ tưởng chị rót nước thôi. Đây. Đây là cái cách bán xăng phổ biến ở trên vùng cao. Không có những cái cây xăng đo đếm bằng những cái thiết bị điện tử đâu. Chỉ có những cái thiết bị thô sơ như này thôi. Nào, thế có muốn thêm 1 lít nữa không? Không cần. 1 lít nữa nha, cho đi cho nó khoái nhá. Thêm 1 lít nữa. Thêm 1 lít nữa cho thằng bé nó đi cho nó tít. Ơ, chị là người gì? Em là dân tộc Dao. Dân tộc gì ạ? Dân tộc Dao. Dao à? Vâng. Không phải là Dạo à? Vẫn gọi là Dạo đấy, nhưng mà cách xưng hô với lại các bạn bè là ở ngoài kia là mình nói trên điện thoại cũng là gọi là người Dao thôi. À, nói chung nó chỉ là một cái tên gọi khác đi của người Dao thôi đúng không? Vâng. Ừ. Rồi, 2 lít xăng. Là đủ đi chăn trâu chưa? Đủ rồi. Đủ rồi hả? Ừ. Thế lần sau cố gắng học để đừng ấy nữa nhá. Vâng. Đừng có thành học sinh cá biệt nữa nhá. Vâng. Ờ. Này cho ít tiền mua kem nữa này. Không cần đâu. Cháu không cần nữa. Không ăn. Thôi, trời nắng nôi này mua kem ăn cho nó đỡ buồn nhá. Sao cháu không thích ăn nữa. Không thích ăn kem á? Vâng. Không thích mua gì thì mua này.
Chú cảm ơn nhá. Cháu xin. Coi như là xe ôm nhá. Rồi. Cảm ơn anh nha, xe ôm cá biệt nhá. Ừ. Lần sau gặp lại hy vọng là đừng cá biệt nữa nhá. Vâng. Ok. Thanh niên cá biệt, nhưng mà lý do cá biệt thì nó cũng rất là đặc biệt, bởi vì không có nhiều thời gian để đi học, chỉ có một tuần đi học được vài ngày thôi, còn ở lại chăn trâu cho bố mẹ nữa. Bây giờ thì tôi đã đi vào được đến trung tâm của thôn văn hóa Hủy Xó 1 rồi. À, chào thanh niên nhá. Có gì mà vui thế? Có gì mà cười tít thế? Thấy bác là cười như thế. À, thấy bác là cười à? Ôi, bà chủ bán nhiều hàng ấy nhở? Có cả sửa xe máy này, bán cả bia này, rồi rất nhiều đồ bánh ngọt, bánh kẹo. Nhưng mà mang được đồ vào đây cũng mệt nhỉ? Vâng. Đường xấu quá. Ô, vừa cười xong lại khóc à? À, sợ rồi thôi, sợ. Bác có làm gì đâu, khổ lắm cơ. Thế cái trung tâm xã này có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu hộ? Bao nhiêu hộ dân em biết không? Trung tâm này thì hơn 200 hộ. 200 hộ cả? Vâng. Đông thế nhỉ? Thấy chủ yếu là nhà sàn đúng không? Ờ. Cảm ơn bà chủ nhá. Thôi bà trông con đi, không nó khóc quá. Mua ủng hộ bà chủ một chai nước ngọt. Khát nước quá. Sau khoảng một lúc tìm tòi học hỏi thì mọi người đây đã hướng dẫn tôi cái cách để có thể đeo cái nón này bên người đây. Đeo này thì che được lưng. Lúc nào mình không cần dùng nón là mình đeo như này đúng không? Vâng. Như này đúng không? Đấy, đấy là cái cách để sử dụng cái nón này. Lúc đi đường. Vâng. Đeo như thế này thì phải đỡ cầm. Đi xe máy đi miếc thì không phải cầm đúng không? Đấy, đấy là một cái cách để sử dụng cái nón này. Bởi vì lúc đầu tôi thấy cái dây nó rất là dài, nhưng mình không hiểu là vì sao lại cái dây lại dài thế mà không hề có tác dụng lắm. Hóa ra là như này, đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thôn văn hóa Hủy Xó 1. Đây là một cái thôn mà khi mà nhìn trên cao thì tôi thấy cũng vô cùng đẹp và ấn tượng. Những ngôi nhà sàn của người đồng bào dân tộc Dạo hay còn gọi là người Dao ở trong này, họ làm rất là san sát nhau. Và cái điều thú vị đó là những người Dao đây họ cũng làm ở bằng những cái ngôi nhà sàn. Đường đi vào trong thôn bản thì là đường bê tông rất là rộng như này này. Còn cái đường để đi từ ngoài vào thì lại là những con đường đất mà đi lại thì hơi khó một chút. Bây giờ thời điểm cũng bắt đầu về chiều rồi, mọi người cũng bắt đầu đi làm trở về rồi. Không biết là cơ duyên ngày hôm nay có thể gặp được ai, gặp được cái điều gì thú vị không. Và tôi cũng muốn thử xem là buổi tối hôm nay thử xin ăn một bữa cơm ở trong này cùng với những người đồng bào dân tộc Dao, những người dân tộc Dạo, xem là liệu có được không. Vì mình cũng khá là tò mò ẩm thực của người đồng bào Dao ấy. Người Mông, người Thái thì mình cũng đã từng thử qua rồi, cũng biết một vài cái món ăn truyền thống của họ rồi. Nhưng mà người Dạo thì đúng là lần đầu tiên mình nghe tới luôn. Và đặc biệt là một ngôi làng xinh đẹp và cảm giác là giàu có này nữa, thì chắc chắn là những cái món ăn sẽ là những cái món ăn rất là ngon đấy. Thấy những người dân đầu tiên rồi, thử chào xem họ có thân thiện không nhá. Em chào anh nhá. Không thèm trả lời luôn. Rồi chào bạn nhá. Ở đây họ còn làm những cái nhà nhỏ nhỏ này để làm nhà để xe này. Hai chiếc xe máy. Xe máy thì cũng là một trong những cái tài sản rất là quý của người đồng bào dân tộc vùng cao, vì đấy là cái phương tiện di chuyển chính rồi. Có xe máy thì mọi thứ đều được giải quyết. Đi chợ, đi làm, đi đâu cũng dùng được xe máy. Tiếp theo, một người dân nữa. Chào chị ạ. Chị đâu đấy? Hả? Đi sửa nước. Đi sửa nước á? Sửa ở đâu? À, sửa kia à? Nước bị hỏng à? Vâng. Chó cũng đi cùng chủ này. Hầu như là tất cả đều là những ngôi nhà sàn thôi, và họ làm rất là gần nhau luôn, san sát luôn. Tôi mới đang đến cái đầu làng thôi, bây giờ mới tiếp tục đi vào phía trong.
trong này nhà còn san sát nhau hơn nữa cơ. Ôi. Đúng là nghỉ hè ông các toán nghe tiếng trẻ con khóc rồi. Nhà cửa ở đây vô cùng đẹp luôn. Đấy, một ngôi nhà rất là đẹp. Thậm chí ở đây họ còn làm bếp ra phía ngoài này để nấu cơm này. Đối với miền xuôi chúng ta thì những cái đầu thu tín hiệu truyền hình này nó không còn phổ biến nữa rồi. Nhưng mà ở đây thì mọi người vẫn còn đang sử dụng. Ồ, chào mấy đứa nhá. Ơi, sao lại chạy hết rồi? Đứng lại đây. Chạy hết rồi. Mấy cô gái đang chơi đá cầu chạy hết rồi. Trốn hết lên nhà rồi. Không có duyên với những cô gái người dạo rồi. Chạy hết lên nhà. Giữa trung tâm ngôi làng là một cây cột điện rất là to này. Một đàn chó. Ôi, xin chào nhá. Ôi, chạy hết rồi. Chào các chị ạ. Chào cô ạ. Chào cô. Mọi người đang làm gì đây? Mọi người đang nấu cơm à? Ôi, chạy hết rồi này. Mọi người chạy hết rồi. Chạy hết rồi. Em ơi, anh hỏi nhờ thì thôi, đừng chạy. Này, gái ơi, đứng lại. Anh cũng là người dạo mà. Ôi, đóng cửa cài then luôn rồi này. Anh có lên nhà đâu mà cài then chắc thế. Anh hỏi thăm một tí. Em ơi, ra đây xem nào. Giúp đỡ người lạ một tí xem nào. Chạy hết rồi mọi người ạ. Em ơi. Thôi, mình cũng không làm phiền các cô gái nữa. Có thể là chúng nó còn vẫn đang sợ sệt, sợ người lạ. Chào chú ạ. Chú lấy củi về à? Nhà chú ở đâu? Cháu về nhà chú chơi được không? Được. Thế chú lấy đi về trước đi. Chú lấy được rất là nhiều củi. Các cô sợ chạy hết rồi. Hơi bị buồn đấy. Hầu như là những ngôi nhà sàn và họ cũng tận dụng cả hai tầng. Tầng dưới thì sẽ để chứa đồ, tầng trên thì là để ở. Những chiếc xe máy rất là đẹp này, rất là sành điệu này. Lần đầu tiên đến với bản làng của người đồng bào dân tộc Dự. Khá là thú vị, khá là bất ngờ. Chào chào bà. Bà đang may áo à? À, đang làm vải à? Vâng. Dạ. Tôi để ý thì những người phụ nữ đây họ đều đeo một cái tòng teng này. Và thấy rất nhiều người đeo giống nhau. Ngoài cái yếm này ra thì cái tòng teng này cũng là một cái mà đặc trưng của phụ nữ người dạo ở trên này. Một cái tòng teng mà ai cũng đeo ấy mà rất là giống nhau luôn. Và chắc chắn là bằng bạc rồi. Để ngó tay. Ngó. Cháu thấy cháu đẹp trai không? Hả? Đẹp trai không? cho thanh niên này. Ăn kẹo nhá. Cười. Ô, nhiều thanh niên này. Cái gì cơ? Hả? Ôi, ăn kẹo không? Chạy hết rồi. Chú ơi, nhà chú đây à? Nhà chú đâu? Đây đúng không? Chú đâu rồi? À vâng, cháu vào nhà nhá. Mình sẽ bước vào một ngôi nhà của đồng bào người Dao, người Dạo. Sao có thằng bé đang ngủ chưa dậy à? Vâng, nhà mình rộng nhỉ? Khác với những ngôi nhà khác thì nhà chú ở bên dưới cũng là nơi ở, bên trên cũng là nơi ở à? Vâng. Không như những nhà kia thì ở dưới là cho chuồng bò nhỉ? Ở đây thì thành hai nơi sinh hoạt luôn. Ở trên là nơi ngủ đúng không? Vâng. Nhà chú cũng rất là gọn gàng sạch sẽ này. Ôi, chú ơi, cái này vẫn dùng được à? Cái khế khung dệt này vẫn dùng bình thường à? Cái này là vợ chú dệt à? Đây này, đây mọi người còn vẫn dệt vải thủ công này. Đó.
Chính cái vải này là để làm quần áo đấy đúng không? À, một cái khung cửi dệt này rất là thủ công luôn. Ôi, cái này công phu lắm mọi người ạ, cầu kỳ lắm. Dệt được cái chỗ vải này cũng mất rất nhiều thời gian đấy. Chó cũng lành cơ nhỉ, chó như là chú Hiền đấy. Nó chả sủa chả cắn gì cả, Hiền đấy. Thế á, cháu cảm ơn chú nhá, cháu lại xin phép đi vòng quanh ngôi làng một xíu ạ. Vâng ạ. Chào em bé nhá. Chiêu. Ôi em bé xinh nhé, em bé ăn kẹo không? À, cho em bé này. Cho con này. Mấy thanh niên kẹo không? Này bây giờ nhá, chú cho kẹo xong rồi bảo mấy chị kia đừng có chạy trốn chú nữa nhá. Ok không? Nhá. Này, cho hai anh em này. Đó. Bảo mấy chị kia đừng chạy trốn chú nữa nhá. Ok chưa? Đi chạy ra bảo đi. Đừng trốn chú nữa. Đấy, mình phải chơi kế này, có khi may ra có thể làm quen được với mấy cháu gái này. Không biết có vấn đề gì mà sợ người thế. Lại chạy đi tiếp rồi. Lại chạy đi tiếp rồi. À, chú bảo, chú hỏi tí, cháu học lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6 à? Lớp 6 à? Thế bạn kia học lớp mấy? Lớp 6. Cũng lớp 6 à? Cháu bận gì không, đưa chú đi quanh làng mình một chút nữa. Nhá. Vâng. Nhá, thế đợi chú một tí. Đứng lại. Sau một chút chiến thuật thì tôi đã gọi được các cháu quay lại rồi. Còn cái bạn áo trắng thì sợ quá chạy. Tại sao lại sợ người lạ đấy hả cháu? Không biết. Không biết á? Sợ người lạ nhưng là cũng không biết á. Vâng. Cháu tên là gì? Hoa. Thoa à? Hoa. Hoa. Đi. Làng cháu có gì hay không? Giới thiệu chú về. Hả? Không biết nói. Không biết nói, học lớp 6 mà không biết nói á? Vâng. Ôi dồi, thế đi học thì học cái gì? Không biết. Hả? Không biết á? Đi, thì cứ đi. Ở đây có bao nhiêu ngôi nhà trong này? Không biết. Thế cháu ngoài câu không biết ra cháu còn biết nói câu gì nữa không? Hả? Hả? Không biết à? Này thế những bạn nhỏ như các cháu thì không có quần áo truyền thống để mặc à? Có, nhưng mà không thích mặc. Sao lại không thích mặc? Vì nóng. Nóng à? Chỉ những người lớn tuổi mới mặc thôi à? Vâng. Ồ, ngôi nhà này đẹp thế nhỉ? Nhà vận này ạ. À, nhà của cháu à? À, đi vào nhà cháu chơi một tí được không? À, chào cô ạ. Cô đang quay vải à? Cô đang làm sợi vải đi đúng không? Cô nói được tiếng Kinh không? À, mẹ cháu nói được tiếng Kinh không? Không à? À, cô ấy đang ngồi quay sợi vải này. Rất nhiều những phụ nữ ở nhà làm vải. Thường thì phụ nữ giao tôi thấy không theo thùa thì sẽ dệt vải như vậy. Cô có dệt không? Cô thử dệt một xíu xem nào cô. Cái khung cửi của cô thì khá là mới này, hiện đại hơn khung cửi của ông chú vừa nãy. Cô thử dệt một xíu cháu xem một tí được không? Thấy lạ quá. À, đây là một cái khung cửi truyền thống. Chính những cái áo này là được làm từ cái vải này đúng không Hoa? Vâng. Ừ. Sẽ phải qua một cái công đoạn là nhuộm nữa. Thường thì những người đồng bào dân tộc Dao tôi thấy họ sẽ tự chủ động may quần áo cho mình. Đấy là những cái lứa tuổi trung niên hoặc là người già. Còn các bạn trẻ, những cô gái như kiểu hai cháu này thì đều mặc đồ người Kinh. Cái này dệt có để bán nữa không hả cháu? Hay là chỉ để may quần áo cho mình mặc thôi? Người ta lên tìm thì bán một chút mà dùng để làm quần áo. Ai mua thì sẽ bán đúng không? Bán thì sẽ là bao nhiêu tiền một tấm vải này? Không biết ạ. Không biết à? Ờ, đúng rồi. Bao nhiêu tiền hả cô?
bốn ăn con phát con ấy này nên thì phát mai nè tao nên nó cứ chín này con anh cứ cứu bao nhiêu tầm 1 triệu 2 triệu một triệu đến 2 triệu một cuộn vải đúng không? Ừ. Không bán là dùng để mặc. Không bán thì sẽ dùng để mặc thôi đúng không? Vâng. Dạ thôi được rồi cô ơi. Dễ thế thôi, cháu chỉ xem một tí thôi. Nói chung là cái công việc này cũng là một công việc rất là tỉ mỉ. Và để có được những cái sợi như kia thì người ta cũng đã phải làm rất nhiều những cái công đoạn khác nhau để dệt ra thành một cái tấm vải như này. Một tấm vải, cái vải này thì vô cùng là mịn này. Nó rất là dày luôn đấy. À, cái đường đan của nó mịn lắm, mịn giống như là vải bình thường mình nhé. À, cháu cảm ơn cô nhá. Cô lại tiếp tục công việc của mình nhá. Dạ. À, thế không biết này, đưa chú đi đâu tiếp là không biết. Làng hết đây rồi. Làng hết rồi á? Làng rộng như này mà hết rồi á? Vâng. Thế ở đây thì bao nhiêu tuổi thì mới được lấy chồng? À? Không biết nói. Cái gì cũng không biết nói. Thế cháu ở đây bao nhiêu tuổi được lấy chồng nữa? Sống nhây nhắn này nè. 12 tuổi. 12 tuổi được lấy chồng nữa. Phải không đấy? Bao nhiêu? Bây giờ thì 12 tuổi, chắc tầm 18, 19 tuổi lấy chồng. Tầm 18, 19 đúng không? Vâng. Nhắm nha. Ôi, con bé này bảo 12 tuổi. Đáng yêu. Mà... hết đường biết đi rồi. Hết đường, hết đi rồi á? Vâng. Rồi. Thế chú cảm ơn nhá. Chú cảm ơn không biết nhá. Không biết phải học nhiều vào để nói được nhiều tiếng Kinh nhá. Vâng ạ. Ok. Tôi cảm giác như ở đây mọi người có cái phong cách sống rất là cộng đồng ấy. Khi mà tất cả mọi nhà đều san sát nhau và có việc gì hay có gì thì mọi người cũng đều đề cao cái tình làng nghĩa xóm. Tôi nghĩ là vậy. Đây này. Nó giống như một cái thành phố thu nhỏ ở trên vùng cao ấy. Chỉ là nó khác là nhà thì nhà bằng gỗ thôi chứ không phải là nhà bằng nhà xây thôi. Ôi ôi, thấy người chạy hết rồi. Đừng có chạy, chú có làm gì đâu. Đây có chỉ một dao rồi. Đây cháu là chỉ người dao. Cháu là người dao đúng không? Nhé làm đây nè, lấy đây thì... Đây, cô thấy cháu đeo này giống người dao đúng không? Thế nhưng mà người dao ở đây ví dụ là ăn cơm thì nó như nào? Ăn cơm nè. Ừ. Nhìn nắng. Nhìn nắng. Ừ. Uống nước. Ừ, uống nước thì hấp vâm. Cái gì? Hấp vâm. Hấp vâm. Ừ. À, hấp tiêu là uống rượu đúng không? Ừ, uống rượu thì hấp tiêu. Mình giả là đi chơi đúng không? Ừ, đi chơi thì... Đi chơi. Đi chơi thì đi chơi cổ. Dạ. À, đi chơi thì nói như nào? Ninh ở đào. Ninh ở đào á? Ninh ở đào. Ninh ở đào á? Ninh ở đào. Ninh ở đào đi chơi đi muôn buồn xa. À. Ừ. Thế còn... cho cháu xin một bữa cơm thì nói như nào? Hả? Cho cháu xin một bữa cơm tối nay thì nói như nào? Tối nay? Ừ. Nói như nào? Hả? Cho cháu xin một bữa cơm tối nay ở nhà cô thì nói như nào? Bằng tiếng dao ấy. Con lại lạ. đến đây là mắc rồi, đến đây là mắc rồi, đến đây là không thể nói được nữa rồi. Lại nè luôn. Nó mang kẻ đấy không? Mày nè, màng. Cô có cái nón này không? Màng nè. À? Màng xem này đây xem màng cô có cái nón nào như này bán cho cháu một cái đấy ạ. Chào em nhá. Nhà cô có nón này không? À đấy, đến đây là mắc rồi là không thể giao tiếp được với nhau nữa rồi. Ô thanh niên ơi, ra hỏi thăm tí. Ra đây cháu ơi. Đây mẹ em à? Bà. Bà lâu này là con lâu này gặp lẹ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 18 ạ. Ôi 18 à? Học xong chưa? Em rồi ạ. Học xong rồi à? Thanh niên người dao đẹp trai đấy nhỉ? Tóc xoăn vàng luôn. Tài cao củ lấy đầy, xong năng lấy này. Anh này, anh hỏi là cái gì bà cái gì đấy? À. Lấy này. Anh hỏi bà là có cái nón nào giống như cái nón anh đang đeo này không? Có đấy anh. À, bà bán cho anh một cái. Cái tay nó mang bà. Có không? Có. Thế à? Thế bà lấy cho con một cái đi. Không hiểu sao mình lại có ấn tượng rất là đặc biệt với cái nón này. À, đây xe máy của em à? Bao nhiêu tiền đấy? Không nhớ, 50 triệu ấy nhỉ? Ồ, nhà cậu em này cũng rất là đẹp này. Phía bên dưới này thì được lát gạch này. Ồ, chào em nhá. Đây là em gái à? Ồ, người yêu á? À?
Ôi rồi. Anh vào nhà chơi tí nhá. À, thế là chuẩn bị lấy nhau chưa? Nè, chưa anh. Thế người yêu cũng ở trong làng à? Bên kia. Bên kia à? Vâng. Đẹp trai này bảo sao có người yêu sớm nhỉ? Người yêu bao nhiêu tuổi? Mười mấy đấy. Em bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 18 à? Yêu nhau lâu chưa? Yêu nhau lâu chưa? Hả? Là chuẩn bị xác định lấy nhau đấy à? Vâng. À, thế nhà em ở một nơi khác à? Nhưng mà chưa lấy nhau đã về đây chơi được rồi á? Hả? Đấy, anh hỏi trả lời chứ. Hả? Ờ, chắc là cô bé hơi ngại rồi. Ở đây thì gia đình có một cái bể nước khá là to này. À, đây rồi. Cái này mới là nón xịn này đúng không? Mà tiếng ngon tiếng ngờ lấy xong nhăng để... Ồ, cái này là... Ồ, cái này là cô để lâu rồi đúng không? Lâu, lâu chị... mở tặng cô, con này, nha, Trung Quốc. Cái nón mà phong cách nó rất là Trung Quốc luôn. Nón này mình sẽ làm quà tặng. Mình sẽ mua về để làm quà tặng. Nếu mà bạn nào thích thì mình có thể gửi tặng chiếc nón này. Một chiếc nón kỷ niệm của người đồng bào dân tộc Dạo. Ừ. Cô rửa cho cháu nhá. Ừ. Rồi. Cháu bà. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Dạ. Chiếc nón này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ làm một món quà đi. Nếu mà quý khán giả nào... Nhà đây là có hay nè. À, nhà chỉ có hai cái nón này thôi à? Hai mọi người thích chiếc nón này mình có thể gửi tặng mọi người. Một món quà vùng cao rất là độc đáo. Cái này các bạn có thể làm đề co ở nhà cũng được. Không nhất thiết là phải để đội đâu. Bố làm rồi bố chết. À, bố của bà làm rồi ông mất rồi à? Bố chết rồi. À, chết rồi à? Thì đây cũng là một cái đồ cũng khá là ý nghĩa đấy. Thôi, cháu chào cô nhá. Và cháu xin phép ạ. Thế tự nhiên ngày hôm nay đi có hai cái nón. Ôi giời ơi. Con gái con lứa gì mà trèo lên tít ngọn cây này à? Hả? À, ôi ôi, sao trèo siêu thế? Lại không sợ rơi à? Mấy bạn này bảo các chị xuống đi chứ. Sao lại rủ nhau trèo lên tít trên cây này? Ôi, mấy đứa này nghịch ghê mọi người ạ. Cái cây nó có phải thấp đâu, cao cái này cơ mà. Mà hai đứa con gái nha, rất là nghịch luôn, trèo tít lên ngọn cây. Này, xuống đây chia kẹo này. Này, chia kẹo cho các bạn nhá. Cầm lấy. Chia kẹo cho các bạn nhá. Gọi hai bạn này xuống đi để ăn kẹo đi. Úi dồi ôi. Tôi xem mà nó định xuống kiểu gì nào. Ở đấy vui á. Nhưng có biết là ngã thì sẽ rất đau không? Không biết à. Nào đi xuống đi hai đứa nhanh lên nào. Xuống từ từ thôi. Siêu đấy này. Ôi, tụt như khỉ luôn. Có thể là ở đây thiếu những cái sân chơi nên là một cái cây cũng thành một cái chỗ để cho các bạn đi chơi. Thôi xuống đi, đứa này xuống cẩn thận nhá. Trèo giỏi hơn mấy thằng con trai luôn. Rồi, ok. Xuống chia nhau kẹo nhá. Ừ. Những cái ngôi nhà đây thì em có biết là kiến trúc theo kiểu của người Thái không, hay là đây là đặc trưng của người Dạo ở đấy? Đặc trưng của người Dạo Vâng. Là truyền thống từ các cụ bao nhiêu đời, là phong cách nhà nó đã như này rồi. Vâng. Kiểu làm nhà nó như này rồi đúng không? Vâng. Ôi, cái làng này nhiều chó mà không xích nhỉ? Nhiều chó. Cái làng người Mông là con nào cũng xích ấy. Xích hết luôn. Đấy, anh thấy một cái bể nước ấy, nhưng mà có rất nhiều vòi, tại sao người ta lại không cắm ống vào đây hả em? Người ta nối như này về tích nước ở đây, xong là nhà nào hết là nối về để tích ở bể mình ấy. À, thế là nghĩa là cái này là cái bể để tiết kiệm nước à? Vâng. Thế ở đây có hay bị mất nước hạn hán không? Có. Thế gần sông Đà đấy vẫn bị à? Vâng. Có nước không nhỉ? À, có này. Ôi, vạn ít thôi, cái bể này để tiết kiệm. Rất là nhiều cái vòi này, tức là nhà nào hết lại mang ống lên đây cắm. Vâng. Mang về. Vâng. À, còn bình thường là sẽ có nguồn nước riêng để mỗi nhà tự sử dụng à? Vâng ạ. À, hay thật đấy. Rất là nhiều vòi nước này. À, chúng tôi đã tới một ngôi nhà rất là truyền thống. À, cái mái này ấy, cái ngói là phải bằng gạch không? Gạch
Nhưng mà nó không phải là gói âm dương đúng không? Ừ. Nó cảm giác giống như kiểu cái vẩy cá, mình không biết gọi như nào. Mà lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn. Và ngôi nhà của họ thì thường sẽ có những cái lan can này để có thể ngó ra ngoài được. Thì mỗi nhà một phong cách. Nhà này thì ở dưới nhà sẽ không quay lại để thành chỗ nghỉ, mà sẽ là chỗ để đồ thôi. Chuồng heo thì ngay phía bên cạnh này. Chuồng rất là to. Nhà này có vẻ là không có ai ở nhà đúng không? Vâng. Thôi cứ chọn ngôi nhà bên này đi. Có một cảm giác gì đấy nó cứ Trung Quốc ấy. Nhà kiểu hai tầng rồi mũ nón thì cũng như vậy. Mà dù đây là một vùng đất không phải là gần Trung Quốc đâu, rất là xa. Thế cái chảo này là để làm gì em? Để đun nước này nọ. Để đun nước nhưng mà lâu lâu kiểu mổ lợn này để muốn đun nước ấy. À. Thế bao giờ mới mổ lợn? Những dịp nào? Dịp Tết này. Tết. Tết thì mới mổ lợn rồi. Chào cô ạ. Ôi, em chào anh. Anh này bị em sao này? Bị liệt này. Bị liệt à? Vâng. Con của cô ạ? Cô đi làm gì về đấy ạ? Đi làm nương à? Cháu hỏi một tí, thế là anh này bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô bảo là 30. 30 tuổi à? Cô. Xem anh này một chút nè. Chào em nhá. Chào em nhá. Thế anh này biết nói tiếng Kinh không? Em không biết mấy. Không biết mấy à? Thế là bị như này lâu chưa em? Từ hồi nhỏ. Vâng. Là sinh ra đã bị như này rồi. Vâng. Thế biết nói tiếng Dạo, tiếng Dao không? Có à. Thế thì nhờ em nói, bảo là anh ở xa đến đây đến thăm anh ấy một tí. Vâng. Thế còn thế tầng cô tài tay mày này nè, tay mày này nè. Cô, cháu muốn gửi tặng anh này một món quà nhỏ ấy. Anh ơi, em ơi, này, tặng em một món quà nhỏ này. Xin nha. Xin nhá. Biết một chút tiếng Kinh này, giữ gìn sức khỏe nhá. Cũng thể ở nhà. Cô bảo gì? Cô bảo là mấy anh ra thăm, cảm ơn mấy anh. Cô bảo cảm ơn. Dạ, cháu thì cũng không có nhiều đâu, cháu tới hỏi thăm một xíu thôi. Thế cảm ơn cô nhá. Không sao. Mà mời bà mang phân tụp lời chắc nhàn chơi. Thế em chào anh bạn nhá. Bắt tay cái nào. Bắt tay nhá. Rồi, giữ gìn sức khỏe nhá. Hôm nào có thời gian mình có dịp mình lại lên thăm nhá. Bye bye nhá. Đi. Thôi chào cô nhá. Nào. Anh em mình đi. Bye bye nhá. Đây là lần đầu tiên mà Trao đi tới những cái bản làng của người đồng bào dân tộc vùng cao ở Tùa Chùa Điện Biên, một cái vùng đất mà còn rất nhiều những cái điều kỳ thú và mới mẻ đối với mình. Và ngày hôm nay khi mà tới bản làng của người Dạo, hay còn gọi là người dân tộc Dao, mọi người có cái đời sống kinh tế mình cảm nhận cũng khá là ổn, cũng khá là tốt so với những đồng bào dân tộc vùng cao ở những vùng đất khác. Hy vọng là thông qua cái tập phim ngày hôm nay thì mọi người cũng có những cái hình dung mới về đời sống vùng cao, đặc biệt là những người đồng bào dân tộc ở Điện Biên, một cái vùng đất mà xa xôi và còn ít người biết đến. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Trao Vlog. Có lẽ là ngày hôm nay mình đã xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên những chuyến hành trình tiếp theo.